Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu 27 tháng 9 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có phóng sự cộng đồng và chương trình cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Phủ Westminster, Washington DC. Kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội ngộ liên khóa quốc gia hành chánh thế giới kỳ 5 đã được tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ Bảy 21 tháng 9 2019. Kính thưa tất cả quan khách và tất cả giám thủ. Trước hết, tôi xin lấy tư cách đại diện ban chấp hành ban tổ chức hội ngộ và hội của thiên nhiên hành chánh kính gửi lời chân thành đến tất cả quý vị giáo sư, huynh trưởng cùng quý anh chị đồng môn đã đáp lời mời của chúng tôi đến về dự hôm nay. Để nối tiếp hội ngộ liên khóa kỳ 4 của Hội cựu sinh viên Liên bang Úc Châu, với sự khuyến khích nhiệt thành của đồng môn xa gần và cùng với sự đồng thuận của các thành viên Hội cựu sinh viên Quốc gia hành chánh miền Đông, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 3 ngày cuối tuần của mùa hè tháng 9, 20, 21 và 22 năm 2019 vừa qua, Hội ngộ liên khóa Quốc gia hành chánh thế giới kỳ 5 đã rất thành công vì có hơn 250 hội cựu sinh viên, đại gia đình và thân hữu từ bốn phương về tham dự, từ Úc Châu, Canada, Na Uy và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Thầy xưa bạn cũ cũng gặp nhau trong tình huynh đệ, hành chánh, tâm tình, ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên và nhắc lại những hoạt động trong quá khứ, lúc đã được dịp phục vụ quê hương đất nước. Đồng thời một chương trình thăm viếng thắng cảnh thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc hội Hoa Kỳ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cựu chiến binh, tiệc chào mừng tại Marriott ngày thứ Bảy, tiệc chia tay ngày Chủ nhật tại nhà hàng Harvest Moon. Một chuyến đi du lịch 3 đêm 4 ngày thăm viếng New York, Niagara Falls và Liberty Bell tại thành phố Philadelphia. Đêm chia tay tối Chủ nhật tạm biệt nhau và mong sẽ gặp lại nhau trong hội ngộ lần thứ 6. Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh miền Đông Hoa Kỳ đã được thành lập hơn 30 năm nay và chúng tôi cũng đã đóng góp rất nhiều trong công việc xây dựng cộng đồng. Khởi đầu đó là những nhiều thành viên trong tổ chức chúng tôi đã đứng ra thành lập cái cơ cấu tổ chức cộng đồng đầu tiên tại Hoa Thịnh Đốn vào khoảng năm 90-91 và chúng tôi đã cố cùng với rất nhiều đoàn thể khác, dân quân cán chính đã soạn thảo được cái bản hiến chương của cộng đồng, đó là mở đầu của cái tổ chức cơ cấu cộng đồng. Đó là bản hiến chương, trong đó là xác nhận là cộng đồng người Việt tị nạn Hoa Kỳ là một cộng đồng quốc gia chống cộng. Và sau đó chúng tôi đã làm những cái công tác khác, thí dụ như là ủng hộ thư viện Thomas Jefferson để xây dựng được một phòng đọc sách tiếng Việt. Và ngoài ra hội còn có các hoạt động thường niên giống như là khai thuế miễn phí cho đồng bào, tham dự các ngày hội nghị về sức khỏe. Và chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều cuộc đấu tranh với cộng đồng ở đây và các tổ chức chính trị, giống như là những cuộc biểu tình để đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi rất khâm phục các anh chị em của Trường Quốc gia Hành Chánh. Cái buổi hội kỳ này đó một lần nữa nói lên tinh thần quốc gia phục vụ đất nước và kính nể thầy cô, đó là một những cái điều rất là tốt và cần duy trì cho những thế hệ sau này. Và tôi cũng mong rằng tất cả anh chị em tốt nghiệp trường Quốc gia Hành Chánh giữ vững cái niềm tin đó mà dùng cái đó làm gương cho mấy con cháu để nó, sau này nó còn tiếp nối cái truyền thống. Chúng tôi là ở từ Cali lên ở thủ đô tị nạn Little Sài Gòn. Lên đây thì chúng tôi cảm thấy là rất vui, gặp lại bạn bè cũ rất nhiều và gặp lại giáo sư cũ cũng rất đông đủ trong hơn tất cả các kỳ đại hội khác. Đây là kỳ thứ 5. Thì tôi thấy kỳ này anh em tôi rất là lên tinh thần, rất vui về thủ đô của nước Mỹ gặp lại tất cả anh em hình chánh, mà anh em nào cũng tuy tuổi đã lớn nhưng mà còn hăng say. Tất cả anh em làm chúng tôi thấy là rất là phấn khởi được gặp nhau và tinh thần cũng còn hăng say.
thì chúng tôi rất là vui mừng và chúng tôi hy vọng là những cái khóa tiếp theo có thể tổ chức ở nhà tiểu bang khác, có thể là cũng sẽ tiếp nối cái truyền thống ở đây. Thì đây cũng là lần thứ hai tôi qua USA, lần trước là Nam Cali. Năm rồi thì tôi cũng có tổ chức một cái hội ngộ tương tự như hội ngộ này tại Úc Châu để mời các anh các chị đến tham dự, đặc biệt là các anh chị từ USA rất là đông. Thì hôm nay qua đây thì tôi cũng rất là vinh hạnh được các anh các chị ở đây đón tiếp rất là nồng hậu và nhận thấy là tổ chức ở đây rất là hoàn hảo. Thì có thể đó là cái tinh thần của Washington DC. Thì tôi cũng rất là sung sướng được gặp lại các anh các chị trong cựu sinh viên cũng như là tất cả mọi người ở đây. Hôm nay chúng tôi rất là lấy làm vui mừng khi đến tham dự đại hội thứ 5 của tập thể quốc gia hành trình toàn thế giới. Và đó là một dịp chúng tôi gặp gỡ nhau để kết chặt thân tình, kết tinh chỉ hướng và để nhớ lại những ngày cũ trong trường xưa và cũng gặp hợp với nhau và nhớ về quê hương và làm thế nào chúng ta có một chương trình để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và đây là lần thứ 5 chúng tôi có cơ hội tham dự đại hội tại Washington DC này. Tôi nhớ năm 1999, tức là 20 năm về trước, Tổng hội cựu sinh viên quốc gia hành trình cũng có tổ chức một buổi lớp họp rất lớn ở đây. Và lần lượt cứ 2 hoặc 3 năm một lần thì anh em lại tổ chức đại hội kỳ vừa rồi tại Úc, tại Houston hoặc tại Nam Cali v.v. Trước đây khoảng 20 năm, chúng tôi cũng đã sang đây dự một cái đại hội cũng về liên khóa ở nhà bà Rắc Kỳ Bông, tức là phu nhân của ông viện trưởng Nguyễn Văn Bông. Thì chúng tôi có một cái may mắn và coi như là có một cái vinh hạnh được dự cả hai kỳ tổ chức ở miền Đông này. Thì đây là lần chúng tôi tham dự cái hội nghị liên khóa lần thứ 5. Còn những lần trước thì có một lần tổ chức ở bên Úc và một lần tổ chức ở trước đó là tổ chức ở Nam Cali do chính chúng tôi tổ chức. Chúng tôi rất lấy làm vui được gặp mặt tất cả các đồng môn đông đủ và chúng tôi xin chúc cho hội ngộ liên khóa lần này được thành công. Chúng tôi rất vui mừng đến đây tham dự hội nghị liên khóa kỳ 5 tại Washington DC. Đây là một dịp để chúng tôi gặp nhau hàn huyên tâm sự. Và ngoài chúng tôi ra thì còn có một số đồng môn ở Nam Cali và Bắc Cali, trên khoảng 50 người đến tham dự hội nghị kỳ này. Đây là một dịp để chúng ta vui và tâm sự với nhau trong cái lúc tuổi về già. Tham dự ở Washington DC để gặp tất cả các bạn 50 năm, đó là một kỷ niệm rất là vui mừng. Xin chúc tất cả các bạn được mạnh khỏe và hy vọng có những các kỳ đại hội kế tiếp. Tôi đã từng tham dự năm cái đại hội của gia hành chánh, kể cả năm 2000 toàn thế giới, nhưng mà lần này tổ chức có rất là quy mô và rất là quy củ và rất là trật tự và anh em tham dự cũng rất là đông đủ. Và tôi cũng muốn chúc cho đại hội rất là thành công và chúc cho tất cả các đồng môn được nhiều sức khỏe và an khang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự hội ngộ liên khóa của Cha Hành Chánh Thế Giới kỳ 5. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.